Hello thân mến chào các bạn Ok uh, video này mình tiếp tục cái này là phần 2 của xử lý Hình HDR Tiếp tục cái video hôm qua Thì uh, cái tấm hình mà các bạn nhìn trước mắt đây Là cái tấm hình mà uh, Gọi là 32 bit chúng ta đã ráp từ ba tấm hình uh, Hôm qua Ha, Thì trước khi tiếp tục uh, là video muốn cho các bạn thấy Cái uh, Cái sự khác biệt giữa cái 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 kích cỡ của cái cái file raw đây là một trong những cái file raw mà dùng để ráp ok một hai ba thì các bạn nhìn ở bên này à, cái dung lượng của nó là 24.8 MB nhưng mà sau khi ráp ba cái tấm này lại thành một cái tấm 32 MB á thì các bạn coi cái video các bạn cũng đã thấy là chúng ta phải đợi một cái thời gian cũng hơi lâu lâu dài dài vì khi nó ráp vô như vậy nó rất là tốn tốn cái processing power ha tiếng mỹ nó gọi là cái cái máy mình phải tốn rất là nhiều công lực để ráp thành một cái tấm hình và đây là cái tấm hình cuối cùng 32 bit nó ráp và các bạn thấy là cái 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 dung lượng cái nó rất là lớn 286.1 MB là ở thì cái làm thực hiện hdr thì uh, peter phải chia sẻ với các bạn là các bạn phải có một cái máy tương đối cho nó mạnh một chút chứ nếu mà cái máy computer của bạn mà hơi yếu yếu thì ráp HDR rất là cực và các bạn ngồi sẽ phải đợi rất là lâu và làm việc cũng rất là mệt mỏi và khi mà mình vô cái tấm hình mình xử lý thì trong cái những cái động tác mình xử lý nó cũng sẽ uh, chậm hơn vì bây giờ mình đang xử lý ở trên cái tấm hình 248 megapixel à không phải xin lỗi 248 MB là ok rồi cái khác uh, điểm thứ hai nữa và uh, Peter muốn chia sẻ rõ cho các bạn biết ví dụ như đây là cái tấm hình raw một cái tấm hình raw mình chụp thì thông thường các bạn đi qua bên tay uh, uh, bên tay uh, phải đây và vô cái thanh exposure thì các bạn khi các bạn cầm cái, cái thanh exposure và các bạn kéo á, nếu các bạn kéo qua bên tay hết 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 ga qua bên này qua bên tay phải Thì các bạn thấy là cái exposure của các bạn có thể tăng lên cộng 5, lên 5 khẩu độ. Hoặc là nếu mà các bạn kéo hết qua bên tay trái thì các bạn thấy là nó trừ 5 khẩu độ. Ok, trừ 5 cộng 5. Thì đây là một cái tấm hình à bình thường raw của chúng ta chụp mình có thể lên 5 hoặc xuống 5. Nhưng cái đặc biệt của cái file 32 bit khi chúng ta xử lý nó và mình qua cái exposure và cái thanh này mình kéo hết ga lên thì các bạn thấy là khi mà mình kéo lên hết ga như vậy á mình lên tới cộng 10 là lên tới 10 khẩu độ hoặc là xuống trừ 10 lý do tại sao tại vì á, hiện bây giờ ở trong cái tấm hình này á, nó có rất là nhiều chi tiết à, cái dải màu và cái dynamic range của nó hiện bây giờ là rất là rất là lớn và chính vì thế chúng ta sẽ uh, kéo cái màu ở trong cái tấm hình này ra rất là đẹp và cái động tác của chúng ta làm nó uh, có thể là mạnh tay hơn bình thường rất là nhiều mà không bị hư tấm hình đó là một trong những cái lợi hại của hdr và bây giờ trong cái vòng tối vùng vùng tối này mình sẽ uh, đem nó nổi bật lên vùng sáng mình cũng sẽ làm cho nổi bật màu sắc mình làm nó sẽ rất là nổi bật vì cái uh, cái uh, chi tiết ở trong cái file này nó rất là lớn Đó, chứng minh cho các bạn thấy là cái Exposure bây giờ mình lên tới cộng 10 lận Và mình xuống tới trừ 10 lận Ok Thì bây giờ cái hình này mình tiếp tục làm ha Thông thường thì Peter, trong cái hình này Peter mình ráp mình không có cần phải vô Camera Calibration tại vì Khi mình vô Camera Calibration bây giờ nó không cho mình chọn Profile Và nó chỉ có là Embedded thôi mình chỉ có chọn profile được trên cái uh, trên những cái file raw nhưng mà cái file này bây giờ nó là cái file tip rồi thì mình không cần làm cái này à, uh, Peter sẽ vô cái phần lens correction như bình thường Peter sẽ bật cái lens correction lên và chọn những cái cần thiết này ok Sony Uh, không biết làm sao Peter chụp, chụp cái hình này là cái len 10 18 nhưng mà trong cái hệ thống Lightroom của Peter nó không có cho Peter chọn 10 18 nhưng mà cũng không sao uh, nó chỉnh cũng thấy cũng ok không có bị hư cái hình để Peter tắt cái uh, cái thông tin này đi để cho nó đừng có bị rối mắt đã ok ha uh, Peter sẽ lên cái crop Peter sẽ Sáng cái hình này theo ý, cắt sáng cái hình này thì trên cái hình này thì Peter cảm thấy là đẹp lắm rồi Peter có thể cắt sáng một chút xíu bên này Cho nó gọn lại một chút, rồi ví dụ vậy ha uh, Peter sẽ vô cái phần Basic Và Peter sẽ lấy điểm trắng Thì các bạn cũng để ý là trong cái hình này bây giờ lấy điểm trắng trắng nó sẽ mạnh tay hơn làm thông thường mọi hôm mình làm Mình kéo, Peter, Peter kéo tốt vào bên tên số 49 mà vẫn thấy ok Lấy điểm đen Mình cứ mạnh tay đi tại vì những cái data trong cái cái hình này ra rất là nhiều Ok Peter sẽ À, làm cái nhiệt độ chỉnh cái nhiệt độ cho ấm lên một chút xíu theo cái ý công mắt của mình hoặc là lạnh à, tùy theo hiện bây giờ là nó đang ở năm năm ngàn k Peter sẽ cho nó lên năm ngàn ba rồi Peter sẽ cho cái bầu trời nó tối xuống một chút bằng cách là mình dùng cái thanh bấm shift kéo xuống ok trong lúc kéo cái hình này kéo cái thanh đó xuống như vậy á thì sẽ cho cái saturation nó lên. Cho nên các bạn thấy là bây giờ mình mạnh tay cái hình nó vẫn không có hư mà nó rất là đẹp tại vì ở trong cái hình này bây giờ tới 32 bit lận, mình không có sợ bị hư cái tấm hình. Một trong những cái lợi hại của HDR là mình có thể à uh, mạnh tay. Ok. Khi mà Peter làm cái bầu trời như vậy rồi á, Peter lại làm một cái nữa. À, nhưng mà bây giờ Peter sẽ làm một cái ở dưới nước lên, ở phần dưới lên. Các bạn thấy là Peter làm nó tối đi nhưng mà thật sự Peter muốn làm cho nó sáng. Nha, Peter cứ vẽ cái cái này vô trước đi và mình qua bên này, mình kéo nó ngược lên. Peter cho nó sáng lên. Đừng đừng có sáng quá nhưng mà cũng đừng có tối. Đó, sáng lên và Peter cho cái nước nó hơi lạnh chút xíu và đồng thời cho saturation nó mạnh lên cho cái nước nó ẩn cái màu xanh của cái bầu trời nó ẩn xuống ok rồi uh, cái hình này Peter sẽ lấy cái brush Peter sẽ cho cái con tàu này nó sáng lên một chút xíu bằng cái Brush vẽ cái, cái tàu này sáng lên và một chút xíu ở ngay dưới đây đã ok Peter sẽ vô cái phần Color ha và Peter sẽ cho cái uh, saturation nó mạnh hơn nhưng mà đặc biệt cái là Peter chỉ chọn màu xanh dương thôi và Peter đẩy nó lên thì các bạn thấy là chỉ có cái cái thanh màu xanh nó nhít thôi Đó, cho nó đậm đài cái tấm hình và có thể là cho cái màu hồng Peter sẽ chọn cái màu hồng cho cái màu hồng hồng wow, nó mạnh lên chút xíu ok tất cả những cái mình làm đây là tùy theo con mắt của mình mình thích mạnh hay nhẹ thì cái đó là tùy theo cái nghệ thuật của mỗi người ha Peter chỉ có muốn chia sẻ cách làm việc vậy thôi uh, Peter sẽ làm cho cái hình này nó clarity mạnh lên một chút xíu ok một chút xíu vibrant và cho cái highlight nó lên mạnh lên một chút xíu Ok. Um để coi có cần phải lấy rác hay lấy cái chỗ gì nó ra không nếu mà mình thấy cái chỗ nào mà hiện bây giờ nó hơi không có được đẹp thì mình có thể vô lại ví dụ mình sửa ví dụ như là ở dưới đây hồi nãy Peter làm màu xanh nó mạnh quá thì bây giờ trở lại đây là cái chỗ mà Peter làm hồi nãy ha nhiều saturation quá hạ xuống một chút thấy không màu xanh hồi nãy Peter cho nó nhiều quá mình chạy ngược nó nếu mà về lại đây là nó màu vàng trở lại số 0 là cái original của nó hồi nãy là khi cho nó nhiều nhiều màu xanh như vậy nó không có đẹp thì bây giờ phía đây lại trả nó lại thôi trả nó lại số 0 đi nhìn cho nó uh, hoặc là trừ 4 đó cho nó không có bị à, khó chịu con mắt cái cái con tàu này hồi nãy vẽ ngay cái điểm này khi đây vẽ ok nó chưa có được sáng lắm chưa có được sáng lắm phi đây cho nó sáng lên chút xíu nữa để nó đưa ra cái chi tiết của con tàu Ok à, Một trong những cái Peter muốn nhấn mạnh cho các bạn á, là khi Peter chụp cái tấm hình này là ISO 400 Thông thường á, mình chụp hình ISO 400 một tấm á, thì nó không có hột lắm Nhưng mà Khi mà mình ráp uh, HDR đó thì á, 3 tấm 4 ở ISO 400 3 tấm nó cộng lại nó sẽ tăng cái 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 độ mà gọi là nhiễu hột mạnh hơn bình thường. Ok. Cho nên đó, cho nên các bạn thấy là trong cái hình HDR thì chúng ta phải dùng Nè, Peter zoom vô cho các bạn coi. OK ví dụ đây các bạn thể thấy rõ là nó có nhiều một chút hộp nó nhiều hơn là bình thường thì trong hình HDR chúng ta sẽ dùng uh, noise reduction OK và khi mà mình dùng noise reduction cho HDR thì như nãy video cũng đã nói vì cái HDR này nó có rất là nhiều chi tiết rồi mình không có sợ lắm mình cứ mạnh tay với cái noise reduction Thông thường nếu mà mình làm mạnh quá ở trên một cái tấm hình bình thường á thì nó mất đi chi tiết. Nhưng mà vì cái tấm hình HDR này nó đã có nhiều chi tiết ở trong nó rồi mình không sợ lắm. Thì trong cái tấm hình này Peter sẽ làm noise reduction, reduction lên khoảng chừng 20 thôi hoặc là 25. Thì các bạn thấy đó là cái noise nó bớt đi rất là nhiều. Dĩ nhiên là mình cũng không có đường làm mạnh tay về cái noise reduction quá Tại vì làm mạnh tay noise reduction là không không có tốt uh, Nó sẽ làm mất đi cái chi tiết của tấm hình Ok Rồi Trong cái lúc mà Peter làm noise reduction này đó Peter sẽ làm nét cái tấm hình luôn Ok Lấy uh, sharpening á, tiếng Mỹ nó gọi là sharpening tấm hình Đó Thì cũng như vậy sharpening tấm hình của HDR mình có thể mạnh tay hơn bình thường như cái tấm hình này uh, vì cái, cái 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 lens của cái Sony 10 18 này nó nó đã quá nét rồi cho nên trong tấm hình này Peter không cần phải lấy nét nhiều quá Peter sẽ lấy khoảng 70 ví dụ vậy đó thì tới cái điểm này Peter sẽ tắt đèn và ngồi nhìn coi coi cái hình này có cần cái chỗ nào mình uh, sửa đổi không thay đổi không nếu mà mình cần thì mình có thể đi vô để mà mình làm à, làm tiếp ok à, rất là hay cũng không có cái gì phải lo hết tất cả mọi thứ đẹp à, có cái điểm mà nó hơi khó chịu dưới đây Peter cũng muốn dùng một cái à, Đây, cái khúc này Peter sẽ dùng cái cái mới của Lightroom Spot Removal để mà hướng dẫn cho các bạn luôn ha tiện thể làm cho cái cọ mà nó nhỏ xuống một chút và quẹt mấy cái điểm này ok đó nó sẽ mất đi à, nó sẽ che cái chỗ đó nó sẽ lấy một cái đất ở gần đó và nó che cái điểm à, nó nó sẽ đè lên cái chỗ đó cái bầu trời chưa có đã lắm Peter sẽ vô cái bầu trời đây là cái cái thanh mà Peter làm Peter sẽ cho nó tối xuống chút xíu nữa nhìn cho nó đẹp và Peter sẽ cho clarity highlight xuống một chút saturation mạnh lên một chút rồi ok tới đây Peter cảm thấy rất là thích với cái tấm hình này có thể cho cái cái, cái cái con tàu này nó sáng lên một chút xíu nữa ok dễ thôi mình vô lại cái cọ chọn cái cọ và mình cho nó tăng lên Đã, các bạn thấy không và và Peter các bạn thấy là Peter tăng lên tới ba khẩu độ trong cái phần con tàu rất là nhiều mà vẫn không bị hư cái hình đã, mình rê cái con chuột qua cái cái điểm này và mình sẽ thấy cái chỗ nào mình vẽ và nếu mà cái chỗ nào mình vẽ mà mình không không có thích á mình muốn lấy ra mình muốn lấy cái chỗ uh, bớt này ra thì mình sẽ chọn cái nút erase ha thì khi mà chọn cái nút erase đó, các bạn thấy nè nó có cái nút có cái uh, ngay cái trong cái vòng tròn nó có cái dấu trừ có nghĩa là bây giờ Peter sẽ erase xóa đi những cái chỗ video vẽ bớt đó ngay dưới cái bông tàu này video vẽ sáng quá ví dụ vậy ha đó lấy bớt cái chỗ đó ra đó lấy bớt ra khi lấy bớt ra như vậy á, nó tối thì bây giờ mình tắt cái erase mình tắt cái erase và mình tô ngược lại cho nó sáng cái chỗ đó ok rồi để coi coi còn cái gì để hướng dẫn các bạn nữa không trong cái tấm hình này là đối với filler là tương đối filler cũng rất là happy có thể làm cho nguyên cái tấm hình này nó sáng lên một chút xíu bằng cách là vô temperature kéo lên thì á, các bạn thấy là mình có thể kéo lên tới cộng 10 lần xuống trừ 10 lần và cái hình nó rất là nhiều chi tiết ở trong đó như cái tấm hình này filler sẽ cho nó sáng lên ở khoảng 065 cho cái hình nó tươi một chút xíu Và đây là cái kết quả cuối cùng của một tấm hình ha Bấm nút uh, Egress Đây là cái tấm hình nguyên thủy 32 bit Và đây là tấm hình sau khi mình xử lý Và bảo đảm với các bạn là cái tấm hình này uh, Khi mà mình in ra Mình sẽ thấy rất là đẹp Và mình sẽ thấy rất là nhiều chi tiết Chi tiết mà nếu mà mình chụp một tấm hình đơn độc một tấm hình thôi mình không có thể mà làm mà nó đẹp mà nó, nó 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 thể hiện nhiều chi tiết bằng một tấm hình hdr và những cái tấm hình này Peter cũng đã in thử rồi và Peter đã nhận xét là uh, hdr rất là hay uh, và khi uh, chúng ta đi chụp uh, hình phong cảnh hoặc là bất cứ những loại hình nào mà chúng ta có thể dùng hdr bây giờ thì chúng ta hãy nên uh, chụp và và nếu mà mình về mà mình không có dùng hdr thì cũng không sao mình vẫn có một tấm hình. Ví dụ như mình chụp 3 tấm. À, đây là một tấm, hai tấm, 3 tấm nhưng mà hai cái tấm tối và trắng mình không không có dùng nó thì mình vẫn dùng một tấm bình thường. Không sao hết. Ok, vô cái, cái cái video kế Peter sẽ hướng dẫn các bạn làm HDR trên một tấm hình. Ok. Rồi, thân mến chào các bạn.